Thưa quý vị, tổ kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch số 299 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được thành lập theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có nhiệm vụ nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an. Công an tỉnh theo kế hoạch số 299, gọi tắt là tổ kiểm tra 299. Ngày 12 tháng 8, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ kiểm tra 299 của Công an tỉnh đã phát hiện 4 trường hợp điều khiển xe chở hàng quá tải trọng, có kích thước thùng xe không đúng quy định, do đó đã lập hồ sơ xử lý theo quy định. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tổ kiểm tra 299 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện hai chiếc xe ben đang chở hàng trên đường Hội Bài Phước Tân theo hướng từ phường Kim Chinh, thành phố Bà Rịa ra quốc lộ 51. Tổ kiểm tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Kết quả cân tải trọng, cả hai xe đều chở hàng quá tải trọng, trong đó có một xe chở quá tải hơn 160%, xe còn lại quá tải hơn 66%. Tiếp đó, hai xe ben biển kiểm soát Bà Rịa Vũng Tàu chở cát từ hướng xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu ra quốc lộ 51 cũng bị lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Kết quả cân tải trọng, một xe chở quá tải hơn 100%, xe còn lại cũng quá tải hơn 64%. Các thông số thể hiện trên giấy tờ và kết quả kiểm tra cho thấy có đến 3/4 xe có kích thước thùng không đúng quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý, đồng thời yêu cầu buộc hạ tải các phương tiện, vận động chủ xe cắt thùng xe đã được cơi nới trở lại theo đúng kích thước quy định.